nơi về các phương địa hình là đặc trưng của anh em trong nhiều năm qua. Chúng ta xem trong này thì anh em tăng hốc ra hốc ra. Lại một đợt tăng hốc nữa anh em, nhưng mà rất là vững luôn. Có thể ngồi đây anh em thấy màn hình là không đến nỗi là quá giật, có nghĩa là không đến nỗi quá chồng chành, thì cũng lắc lư đó, nhưng không đến nỗi là quá chồng chành. Cảm giác thì thật là thú vị luôn, mỗi lần anh em tăng tốc thì cảm giác lại càng thú vị hơn nữa. Giờ thì anh em đang tập trung cho buổi tập chiều nay ha. Chúng ta thấy nè, một top thì ngồi trên giàn giáo, giàn giáo của anh em thì đang bị ngập nước, đang trong đợt chiều cường nước rong, và một top thì lên ghe. Chỗ sư trụ trì cũng như là ban tổ chức đội ghe sẽ bố trí một chiếc giỏ để cho Quốc Khải cùng với anh em ở TV theo đội ghe mình tập luyện. Chúng ta sẽ cùng xem ông Kho tập trên sông luôn nha anh em. Bây giờ thì anh em đang di chuyển đội hình ra nè, một nhóm sẽ ngỏ lại tập trên dàn giáo. Sư Đa thì sư trụ trì của ông Kho đã lên ghe ngò, và bây giờ anh em đã di chuyển ghe của mình. Sau khi chứng kiến anh em đề ba thì Quốc Khởi sẽ cùng theo ghe. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem cú đề ba trong buổi tập chiều nay của anh em ông Kho nha. Thường là anh em ông Kho là một trong những đội ghe có thể nói là có cú đề ba rất là tốt, rất là dũng mãnh. Không biết là năm nay anh em tập luyện ra sao, và cú đề ba của anh em chúng ta cùng chờ xem. Và chúng ta cũng nhớ là đây chỉ là chiếc ghe tập luyện thôi, còn ghe thi đấu của anh em thì hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh. Đây là ghe tập luyện. Chúng ta bắt đầu thấy được hình ảnh của ông Kho ngày nào ha, những tay bơi rất là đều, nhịp dầm rất là đều. Và bây giờ thì Quốc Khởi sẽ xuống giỏ để đi theo anh em. Giỏ của ban tổ chức hỗ trợ theo ghe ngon Kho tập luyện chiều nay, xa xa chúng ta đã thấy anh em đó. Không phải dễ dàng để với chiếc giỏ này được theo ông Kho đâu. Trong sông mùa này đang nước đầy, lục bình cũng khá nhiều, nên chúng ta thấy đợt tập của anh em, đặc biệt là với người tập lái phía sau, ở những đoạn lục bình nhiều, những đoạn mà cần phải điều khiển phương tiện thì chúng ta thấy là nước dâng tung té với những cái máy dầm của anh luôn. Bây giờ thì chúng ta đã thấy rõ hơn về ghe ngò ông Kho. Hy vọng là chiếc giỏ sẽ có thể vượt qua được, bởi anh em nãy giờ cũng bơi một đoạn khá xa. Và nếu lúc tăng tốc thì chúng tôi nghĩ rằng với tốc độ của chiếc giỏ này thì cũng khó có thể mà đuổi kịp anh em. Chúng ta thấy nè, hiện tại thì nhịp dầm của anh em đã còn lơi lơi thôi, nhẹ nhàng trên mặt nước thôi. Kết thúc đợt bơi đầu tiên của mình ở buổi chiều hôm nay. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của ông Kho ở những hồi đua trước đây, một đội hình đều, những cú tăng tốc rất là dũng mãnh.
nói gì thì nói, không kho không tức, vẫn là cặp ghe số 1 của không chỉ là của Thành Trị mà còn là của tỉnh Sóc Trăng trong gần chục năm nay. Mặc dù là năm 2020 thì cả hai chiếc ghe này đều dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng xét về thành tích cả chục năm qua thì ông Kho Phong Tức vẫn là cặp ghe số 1 của Sóc Trăng. Rồi, thì phải có lực lượng kế thừa chứ. Lính cũ còn gỡ 50%. Vậy là năm nay mình khoảng 50% tay bơi mới. Đây nè, tay bơi cũng rất là trẻ đó nè. Em năm nay nhiêu tuổi? 16. Giỏi vậy, 16 mà được ngồi ghe ông Kho rồi. Vinh dự nha. Tôi biết cái việc tập luyện của em cũng như các đồng đội của mình ở đội ghe ông Kho năm nay như thế nào ạ? Việc tập luyện nhìn chung cũng khó khăn. Tại vì nhiều anh em người ta đi làm. Giờ giấc tập luyện thì buổi chiều 5 giờ mình mới tập và kết thúc vào buổi tối rồi. Nên là việc tập luyện nhiều thì cũng hạn chế. Nhưng mà năm nay chúng ta lại tập nhiều hơn mỗi năm nè. Tập nhiều chủ yếu là trên ghe thôi. Còn trên dàn giáo thì chúng ta chỉ khởi động xong rồi chúng ta xuống ghe. Nhưng mà xuống ghe với cự ly dài như vậy thì chúng ta tập được ít. Tập một ngày được có 3 quận tới 4 quận thôi. Khó khăn như vậy nhưng mà em có thể nói nỗ lực của anh em mình năm nay như thế nào? Sẽ quyết tâm trở lại. Tại vì mình đã bỏ lỡ một mùa 2021 đã không thi đấu vì Covid. 2020 thì chỉ được top 8 thôi. Nên năm nay thì anh em quyết tâm đạt được thành tích cao. Chắc chắn là phải nỗ lực tập luyện. Thì em thấy là rất nhiều ghe người ta rất là lợi hại. Còn ghe ông Kho thì chỉ cố gắng là tập luyện, miệt mài tập luyện thôi. Nhưng mà ông Kho cũng có cái lợi thế là mình có tay bơi trẻ nhiều thì anh em càng cái quyết tâm nhiều á, tay trẻ đã quyết tâm lắm. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái ghe ngon mới. Những cái điều này nó tác động như thế nào đối với đội ghe của mình ạ? Nhìn chung lực lượng trẻ năm nay thì cũng chất lượng, nhưng mà so về kinh nghiệm thì mình không có. Nhưng bù lại thì mình có một chiếc ghe đã sắp hoàn thành, nên là cái đó là cũng là một niềm hứng khởi cho anh em. Anh em ông Kho sẽ cố gắng hết sức. Và bây giờ chúng ta tiếp tục một đợt tập nữa của ông Kho nha anh em. Như anh em cho biết thì năm nay lực lượng tay bơi mới trên ghe trong đội hình của ông Kho là khá nhiều, chiếm khoảng 50%. Sau thời gian tập luyện gần 2 tuần tập luyện hẳn trên ghe thì chúng ta thấy là cũng khó mà phân biệt được đâu là tay bơi mới, tay bơi cũ. Nếu như mà chúng ta không nhìn được cận mặt và công viên mà chỉ nhìn tay dầm thì chúng ta thấy là cũng không phải dễ dàng phân biệt đâu là tay bơi mới, tay bơi cũ được. Có thể nói đó là về sự đồng đều đó. Sự đồng đều nhịp nhàng, tư thế của anh em. Gợi nhớ ông Kho những năm trước đây không xa lắm. Một đợt tập nữa, anh em mình xem và cảm nhận như thế nào về ông Kho. Là một trong những đội ghe rất được yêu mến ở Sóc Trăng, đặc biệt là đối với bà con ở thị trấn Hưng Lợi, ở Thành Trị. Cho nên mỗi buổi tập của ông Kho là rất đông. Hai lượt hồi nãy thì Quốc Khởi ngồi trên vỏ để mà theo ghe ngò, thì bây giờ được sự cho phép của anh em ghe ngon ông Kho thì bây giờ Quốc Khởi lên ngồi chỗ vị trí gọi như thế nào, vị trí trang trọng nhất của ghe ngon luôn. Nhưng mà đây là ghe ngon tập luyện nhé. Nếu mà ghe ngon mới, ghe ngon để thi đấu thì thật sự là Quốc Khởi cũng không dám ngồi. Nhưng mà đây là ghe ngon của anh em tập luyện và anh em cho phép thì mình sẽ ngồi. Quốc Khởi đã từng ngồi trên ghe Khơ Len thì hôm nay sẽ ngồi lên ghe ông Kho. Mặc dù ở thời điểm này Quốc Khởi cảm nhận là ghe ngon ông Kho với tốc độ anh em bơi có thể nói là khá là dữ dội đó, nhưng mà thử ngồi như thế nào. Ghe ngon ông Kho một trong những chiếc ghe có tốc độ cực cao của ghe ngon Thành Trị nói riêng, cũng là ghe ngon của Sóc Trăng nói chung. Giờ Quốc Khởi nhắc lại, đây là ghe mà anh em dùng để tập luyện, chiếc ghe cũ đóng vào năm 2014, năm nay anh em sử dụng để tập luyện. Còn nếu như ghe ngon mới thì dù anh em có cho phép thì Quốc Khởi cũng thật sự là sẽ không dám ngồi.
chúng ta cùng chờ anh em ông Kho thay đổi vận động viên sẽ tiếp tục buổi tập luyện chiều nay. Và bây giờ thì anh em chuẩn bị đợt xuất phát thứ 3 trong buổi tập luyện chiều nay. Với một điều rất là đặc biệt là Quốc Khởi đang ngồi ở mũi ghe cùng với anh em xem nha. Ghe ngò ông Kho với đợt xuất phát thứ 3 trong buổi tập vào chiều nay, với Quốc Khởi là ngồi ở mũi ghe. Một cảm giác có thể nói là vô mốt nữa rồi. Rồi anh em chuẩn bị xuất phát nha. Rồi như vậy là anh em đã xuất phát rồi ha. Chúng ta cùng quan sát nha. Quan sát là anh em bơi như thế nào. Rất là êm, rất là đều. Và cảm giác của Quốc Khởi như thế này thì đúng là vô mốt thiệt anh em ơi. Tốc độ đi quá nhanh luôn. Chúng ta thấy nha, nhịp dầm của anh em nè. Và tốc độ ghe ngò thì rất là nhanh. Và ở vị trí ngồi mũi này thì đúng là lắc thiệt anh em ơi. Chúng ta thấy nè, anh em ông Thờ bơi rất là đều luôn. Đúng là cảm giác ngồi ghe ngò quá thú vị, quá hấp dẫn. Đặc biệt ở vị trí này giờ nhìn anh em nỗ lực trong những từng nhịp dầm, rồi cảm nhận là chiếc ghe đi như thế nào. Tốc độ khá là cao và chúng ta thấy là rõ ràng là anh em đang có một cái độ đồng đều, nhịp dầm rất là đều. Anh em đang đưa ghe đi vung vút luôn. Mặc dù là đoạn sông này chiều nay là có thể thấy là lục bình rất là nhiều, nhưng mà hiện nay anh em đang đưa ghe mình đi vung vút luôn. Cảm giác thật là thú vị anh em ơi. Lần thứ hai Quốc Khởi được ngồi ghe ngò mà ngồi dưới ghe có tốc độ rất là cao. Và sau cú đề ba và tăng tốc ở giai đoạn đầu thì bây giờ chúng ta thấy anh em nhịp nhàng. Và Quốc Khởi cảm nhận là dù có tăng tốc hay nhịp nhàng thì ghe ngò ông Kho đang có một sự đồng đều lắm, nhịp dầm rất là đều. Và có anh em bơi với tốc độ này thì có thể cảm nhận là dù là ngồi ở vị trí chót mũi này nhưng mà cũng không lắc luôn đó anh em, nghĩa là anh em đang đưa ghe của mình đi rất là đều. Và bây giờ thì anh em tăng tốc ha, lại tiếp tục một đợt tăng tốc nữa nè. Mỗi lần tăng tốc thì chúng ta thấy không, sóng nước có thể nói là tung té luôn. Ghe lại lao dùng nhúc. Lại tiếp tục, sau một đợt một hồi tăng tốc thì anh em lại tiếp tục thông thả, nhưng chiếc ghe thì vẫn đi với tốc độ khá là cao. Nhưng mà chúng ta cảm thấy là, Quốc Khởi cảm thấy là khá là thăng bằng, chứng tỏ là những tay bơi của anh em đều ghe đi rất là đồng luôn. Ở nhịp độ này, ở tốc độ này thì chiếc ghe ngò của ông Kho đi rất là đồng luôn. Tiếp tục là anh em tăng tốc. Chúng ta cùng nhìn tốc độ này của anh em ông Kho nha. Tiếp tục là anh em tăng tốc. Mỗi lần tăng tốc thì chúng ta thấy ghe có trao đảo hơn bởi tốc độ được đẩy lên cao, và cùng với đó là quyết tâm của anh em, tiếng reo hò. Ngoài chuyện là đẩy nhanh nhịp dầm thì cùng với đó là quyết tâm cao từ tiếng reo hò. Và sau một đợt tăng tốc thì bây giờ anh em lại giữ nhịp độ điều lại. Cảm ơn anh em ông Kho rất là nhiều, đã một lần nữa cho Quốc Khởi cảm giác hết sức là lý thú, hết sức là thú vị, hết sức là thích luôn.
khi được ngồi trên ghe ngò. Như lần trước Quốc Khởi ngồi trên ghe, anh em Khơ Len Quốc Khởi cũng đã nói về mười mấy năm gắn bó với ghe ngò, thì năm nay Quốc Khởi mới thực sự được ngồi trên ghe ngò để cảm nhận ghe ngò tốc độ như thế nào, cách bơi của anh em, quyết tâm của anh em khi mà trên ghe ra sao nè. Lần đầu được ngồi trên ghe ngò ông Kho, trước đó thì Quốc Khởi được ngồi trên ghe ngò của Khơ Len, và như Quốc Khởi nói hai ghe này đều là hai ghe cũ anh em dùng để tập luyện. Còn nếu như mà ghe mới lần đầu hạ thủy và đang chuẩn bị bước vào thi đấu thì có thể là dù anh em có cho phép thì Quốc Khởi cũng không dám, bởi đây là vị trí có thể nói là một vị trí trang trọng nhất của ghe ngò, vị trí của người thủ lĩnh hoặc là vị trí của các vị lão làng, các vị trong ban quản trị, các vị là lãnh đạo địa phương, cho nên rất là vinh dự khi được anh em cho phép ngồi ở đây, mặc dù chỉ là một buổi tập luyện thôi, nhưng mà quan trọng đối với Quốc Khởi là ngồi ở đây để cảm nhận cái việc tập luyện của anh em, cảm nhận sự quyết tâm của anh em khi thật sự ngồi chung với ghe ngò thì như thế nào. Chúng ta cùng nhìn nha. Tiếp tục là một đợt tăng tốc, tốc độ rất là cao luôn. Chúng ta thấy đoạn sông này không thuận tiện lắm đối với anh em ghe ngò. Nếu mà so với những dòng sông khác thì đoạn này lục bình nhiều mà đoạn sông lại hẹp nữa, nhưng mà chúng ta thấy nè, với nhịp dầm của anh em ông Kho thì chiếc ghe ngò đang đi với tốc độ khá là cao, và mỗi lần anh em tăng tốc như thế này thì các bạn thấy màn hình giật chứ không được như ít phút trước. Và như vậy là anh em ông Kho đã thêm một đợt tập nữa chiều nay với anh em, có lẽ lúc này là sau một đợt tăng tốc mà có lẽ là sẽ rất là mệt. Còn Quốc Khởi thì cảm ơn anh em nhiều đã cho Quốc Khởi một cảm nhận rất là thú vị nữa khi lần thứ hai được ngồi trên ghe ngò, mà ngồi chiếc ghe một trong những chiếc ghe có tốc độ rất là cao, không chỉ của riêng Sóc Trăng mà còn là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Như Quốc Khởi nói là cùng với Phong Tức thì ông Kho là cặp ghe, có thể nói là cặp ghe số 1 của Sóc Trăng trong gần một chục năm nay. Chúng ta nhớ là từ năm 2011 đến bây giờ thì những chức vô địch chỉ có lần thứ 2012 là thuộc về Tước Ray thôi. Còn từ năm 2011 dài đến 2019 thì những chức vô địch một là thuộc về Càng Long, hai là thuộc về ông Kho hoặc là Phong Tức Chắc. Cho đến năm 2020 thì hiện tượng tum núp thì như chúng ta đã biết rồi. Và trong chuỗi thành tích của mình thì ông Kho có một thành tích mà như Quốc Khởi nói là năm 2017 là đỉnh của anh em. Tới thời điểm này, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Ốc Bốc 2017 thì anh em đã xuống Bạc Liêu đại diện cho Sóc Trăng mình tham gia tại Ngày hội Văn hóa Thể thao Khmer Nam Bộ. Lúc đó thì anh em nằm chung bảng với Càng Long ở cự ly 1.200m. Ở bảng thì anh em không thể vượt qua Càng Long, nhưng ở trận quyết định sau khi gặp lại nhau trong trận chung kết thì ông Kho đã giành chức vô địch khi vượt qua Càng Long ở trận đấu đó. Và thời điểm đó đến nay thì 5 năm trôi qua, 2017, và năm nay thì chúng ta một lần nữa hướng đến Ngày hội Văn hóa Thể thao Khmer Nam Bộ. Giải của chúng ta năm nay vừa là Ốc Bốc mà vừa là Ngày hội Văn hóa Thể thao Khmer Nam Bộ. 5 năm trôi qua nhưng mà cảm giác của Quốc Khởi về trận đấu với chiến thắng của ông Kho thì gần như vẫn còn nguyên vẹn, nhớ khoảnh khắc ở Bạc Liêu năm đó. Và năm nay thì chúng ta thấy là Ngày hội Văn hóa Thể thao Khmer Nam Bộ cùng với Ốc Bốc sau 2 năm đua ghe ngò mới trở lại, và hiện nay thì chúng ta thấy là các anh tài gần như có đủ rồi. Đến thời điểm này thì có 56 đội đăng ký tham gia rồi đó, trong đó là nam là 45 đội, nữ là 11 đội. Sóc Trăng mình thì có 40 đội, tỉnh ngoài là 16 đội. Trong các đội tỉnh ngoài thì vẫn đáng chú ý nhất vẫn là Càng Long. Và Càng Long năm nay thì anh em cũng tập luyện có một sự đầu tư tốt đó, tập luyện sớm nữa. Và các đội mạnh của Sóc Trăng thì hiện nay chúng ta thấy là hầu hết đều có một sự quyết tâm cao, nỗ lực trong tập luyện. Một nét mới nữa là rất nhiều ghe Sóc Trăng năm nay là tập luyện hẳn trên ghe. Thay vì trước nay anh em tập ở dàn giáo thì năm nay là nhiều ghe là tập hẳn trên ghe luôn. Rồi Quốc Khởi nói là có thể là một cái sự chuẩn bị rất là tốt của các đội ghe. Điều này hứa hẹn cho chúng ta là Ốc Bốc năm nay, giải đấu toàn vùng năm nay sẽ diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Chúng ta cùng chờ nha. Và 2 ngày 7 và 8 tháng 11. Còn bây giờ thì Quốc Khởi và anh em mình chờ một lượt nữa, lượt nữa trở về của anh em ông Kho. Cảm giác rất là thú vị khi được ngồi trên một trong những chiếc ghe có tốc độ cao ở Sóc Trăng nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Và chúng ta thấy nè, một tốp thì đã lên ghe để tập luyện hẳn trên sông, tốp còn lại thì anh em tiếp tục miệt mài trên dàn cháo. Hiện nay thì anh em ông Kho đang có một lực lượng
khá là đông đảo tay bơi. Mặc dù trong đó có nhiều tay bơi mới, tay bơi trẻ, nhưng anh em đang có một lực lượng khá là đông tay bơi. Điều này cũng tạo điều kiện cho việc chọn lọc những tay bơi chính, những tay bơi chính thức lên ghe. Trước tiên là chúng ta cảm nhận là quyết tâm của anh em rất là cao. Hiện nay thì chúng ta thấy hình ảnh này gợi nhớ là hình ảnh của ghe ngò Phong Tức Chắc vào năm 2020, dàn giáo cũng nước ngập sâu hơn như thế này nữa. Nói chung là điều kiện tập luyện của anh em ở vùng trũng Thanh Trị thì có hạn chế hơn so với nhiều anh em khác, khi mà dàn giáo của anh em là trên bến sông luôn. Vào thời điểm chiều cường như thế này thì chúng ta thấy là dàn giáo có những đoạn ngập sâu, nhưng mà nỗ lực tập luyện, niềm đam mê thì rõ ràng không có gì ngăn được. Mặt tốt thì đã lên ghe bơi hẳn trên sông, tới còn lại thì chúng ta thấy miệt mài từng nhịp dầm trên dàn giáo ngập nước. Thì như quốc thể đã nói, mặc dù năm 2020 anh em dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng theo quốc thể thì cặp ghe ngò của anh chị trước đó là lộ mới nữa, nhưng nếu tính khoảng một chục năm trở lại đây thì cặp ghe ngò của Thịnh Trị, Phong Tức và Ông Thò chính là cặp ghe ngò số 1 của ghe ngò Sóc Trăng. Riêng festival đua ghe ngò, tức là lễ hội giải đấu mang tính toàn vùng đó, mà năm nay chúng ta đang hướng đến lần thứ 5 đó, thì 4 lần vừa qua là do 3 đội ghe này nắm giữ. Cụ thể là Càng Long vô địch festival lần thứ nhất 2013, lần thứ nhì 2015, còn Ông Kho là vô địch lần thứ 3 2017, còn Phong Tức là vô địch lần thứ 4 2019. Vậy lần thứ 5 này sẽ như thế nào đây? Liệu có thuộc về một trong ba đội ghe này nữa hay không? Hay một bất ngờ nào sẽ xảy ra? Mọi thứ đều có thể xảy ra khi cuộc đua chưa diễn ra nha anh em. Chúng ta cùng dự đoán và chờ xem. Thì như Quốc Khởi vừa nhắc lại, 4 chức vô địch vừa qua thì thuộc về ba đội ghe đó là Càng Long, Ông Kho, Phong Tức. Thì năm nay ba đội ghe này theo Quốc Khởi cũng nằm trong top những ứng cử viên của chức vô địch. Quốc Khởi xin nhắc lại, nằm trong top có nghĩa là không chỉ có ba đội ghe này nhé, chúng ta cùng nhớ như vậy. Nhưng Ông Kho, Phong Tức, Càng Long vẫn là nằm trong top những đội ghe, những ứng cử viên của chức vô địch. Nhưng liệu chức vô địch lần thứ 5 này có thuộc về một trong ba đội ghe này hay không? Hay một bất ngờ thú vị nào đó sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ biết điều đó vào 2 ngày 7 và 8 tháng 11. Còn bây giờ theo cảm nhận Quốc Khởi là anh em Ông Kho đang tập luyện rất là tốt, quyết tâm rất là cao. Từ những tay bơi đang tập trên vàng cho đến những tay bơi đã và đang tập luyện hẳn trên ghe. Tiếp tục một lần nữa, Quốc Khởi cùng anh em Ông Kho, Quốc Khởi vẫn còn ngồi trên ghe của Ông Kho nghe anh em. Tiếp tục một cú đề ba nữa. Cảm giác nhất là lúc đề ba, lúc mà anh em vào gường rồi đó, thì ghe rất là đồng. Là các tay bơi của Ông Kho, mình có thể nói là chiếc ghe đi rất là đồng, nhờ lực của các tay bơi cũng như là cái sự phối hợp của anh em khá là nhịp nhàng, ghe đi khá là đồng. Nhưng mà cú đề ba bao giờ cũng vậy, là ấn tượng nhất luôn. Chiếc ghe ngay lập tức lao đi, tạo nên cảm giác vô mốt. Rất là thích. Một lần nữa là cảm ơn anh em mình, cảm ơn anh em Ông Kho, bà con ở thị trấn Hưng Lợi, đặc biệt là anh em Ông Kho từ huấn luyện viên, vận động viên cho tới cổ động viên, các cô, các bác phụ trong bếp những bữa ăn cho anh em đều quý Quốc Khởi, và Quốc Khởi cũng rất là quý đội ghe của mình. Hôm nay xuống đây là trở lại sau ngày mà anh em hội quân để xem anh em mình tập như thế nào, hiện nay ra sao. Thì được anh em mời ngồi thử mũi ghe cùng với anh em trên sông, cảm giác rất là thích. Dòng sông cấp này hơi tối rồi ha anh em ha, tối. Và lúc này là lúc anh em đang giữ độ đồng đều, sau một hồi tăng tốc nước rút thì anh em lại nhịp nhàng nhịp chàng. Chúng ta cùng nhìn anh em Ông Kho bơi trong tư thế này nha. Quốc Khởi đang ngồi ở đây, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn anh em rất là nỗ lực trong từng nhịp dầm, rồi nỗ lực trong từng tiếng reo hò. Theo thông tin Quốc Khởi có được cũng như là anh em đã trao đổi đó, thì năm nay là tay bơi của Ông Kho có đổi mới rất là nhiều cựu binh
đã giả từ, chẳng hạn như người gắn bó lâu năm với anh em đó là anh Lưu Văn, thì bây giờ cũng đã ở trên bờ để cổ vũ anh em. Thay vào đó là nhiều gương mặt trẻ, có em là chỉ 16, 17 tuổi thôi đã cầm dầm trở thành vận động viên ghe ngò, đặc biệt là một trong những đội ghe mạnh như ông Kho. Đó là một niềm tự hào của anh em. Và mặc dù là thay đổi nhiều, nhưng với việc tập luyện nhiều hơn, đặc biệt là tập luyện trên ghe nhiều hơn, thì đến thời điểm này có thể nói là anh em cũng đã tạo được sự gắn kết, sự đồng điệu của mình. Và vẫn còn khoảng thời gian hơn 10 ngày nữa để cho những bài tập của anh em ông Kho cũng như là các đội ghe khác ở Sóc Trăng hoàn thiện kỹ chiến thuật của mình. Trồng xong thì lúc này đã tối rồi, anh em vẫn còn rất là miệt mài. Đây là lượt thứ tư của anh em ông Kho. Rất là nhịp nhàng ha. Đang đi qua những ngôi nhà quê hương trên bờ thì hôm nay cũng có khá nhiều cổ động viên chạy xe Honda theo để xem đội ghe mình tập luyện. Anh em vẫn đang miệt mài với những bài tập của mình, lúc ngắn, lúc dài, lúc tăng tốc, lúc đồng đều, giữ nhịp. Vẫn còn hơn 10 ngày để cho anh em sẽ hoàn thiện những bài tập này, đặc biệt là tăng thêm thể lực, độ dẻo dai. Và một thứ mà anh em có vẻ hơi lo ngại đó là bản lĩnh, sự vững vàng, tâm lý thi đấu của những tay bơi trẻ, những tay bơi mới. Nhưng mà Quốc Khởi nghĩ rằng với niềm đam mê thì đã bước xuống ghe ngò, đã cầm dầm rồi, trong tiếng reo hò cổ vũ, trong tiếng còi của các huấn luyện viên, thì anh em sẽ mạnh mẽ và sẽ thi đấu tốt. Và bây giờ là đợt nước rút để về đích của anh em ông Kho, rất là tốt. Chúng ta thấy Quốc Khởi cũng khó có thể ngồi vững ở thời điểm này. Như vậy là anh em ông Kho đã kết thúc thêm một đợt tập của mình vào chiều nay, tốc độ tốt, độ đồng điều cao. Đó là những gì mà Quốc Khởi cảm nhận đầu tiên, mặc dù anh em mình biết đây là chiếc ghe để tập luyện thôi, còn ghe thi đấu thật thì vẫn chưa hạ thủy nha. Đây là chiếc ghe được đóng vào 2014, và những gì Quốc Khởi cảm nhận là anh em dù là đội hình có nhiều thay đổi nhưng đã có một độ đồng điều nhất định, bơi khá là lực. Và như Quốc Khởi nói là vẫn còn một khoảng thời gian khoảng 10 ngày nữa để cho ông Kho cũng như là các đội ghe Sóc Trăng nói riêng và anh em các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung nỗ lực tập luyện hoàn thiện các sức bền, độ dẻo dai, đặc biệt là những kỹ chiến thuật của mình, cân chỉnh phương tiện hợp lý hoàn chỉnh để cùng hướng về dòng sông Maduro trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11. Ớt Quốc đua ghe ngò Sóc Trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5, tương đương với cách gọi trước đây của chúng ta là festival lần thứ 5, cùng với đó là ngày hội văn hóa thể thao Khmer Nam Bộ lần thứ 8. Cho nên năm nay ai giành được chức vô địch xem như là vừa vô địch ở Bốc Sóc Trăng, vừa là vô địch festival lần thứ 5, vừa là vô địch ngày hội văn hóa thể thao Khmer Nam Bộ, rất là danh giá cho chức vô địch năm nay. Và như Quốc Khởi đã nhiều lần nói, năm nay ghe mạnh, những đội ghe ngang ngang ngửa ngửa với nhau rất là nhiều, hứa hẹn sẽ đầy kịch tính hấp dẫn và cũng có thể bất ngờ sẽ xảy ra. Các đội ghe vào thành tích năm 2020 sớm rời cuộc chơi thì năm nay rất là quyết tâm, trong khi đó các đội ghe trước nay chưa có thành tích thì cũng đang ấp ủ sẽ tạo nên bất ngờ. Còn những đội ghe mạnh thì dĩ nhiên là đang cố gắng để bảo vệ danh hiệu của mình. Tất cả hứa hẹn sẽ là một giải đấu cực kỳ hấp dẫn nữa đang chờ đợi chúng ta. Và đến đây thì Quốc Khởi cũng kết thúc phần tường thuật về buổi tập luyện của ghe ngò ông Kho vào buổi chiều hôm nay, với một buổi chiều rất là đặc biệt là Quốc Khởi một lần nữa được ngồi trên ghe ngò, và hôm nay là được ngồi với ông Kho. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều đã tạo điều kiện cho Quốc Khởi được thực hiện điều này. Một cảm giác rất là thích thú và ghe đi rất là đầm luôn. Và chúc anh em là tập luyện tốt, thi đấu tốt thì chúng ta sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với điều đó. Một lần nữa cảm ơn anh em ông Kho và cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với Quốc Khởi ghe ngò. Chúng ta cùng chờ nha. Ngày 7, ngày 8 tháng 11 2022 trên dòng sông Maduro. Một lần nữa cảm ơn anh em vui vẻ, mạnh khỏe và cùng hướng về Âu Bốc đua ghe ngò Sóc Trăng. Bây giờ chúng ta cùng xem ghe ngò mới của ông Kho nha. Đây là chiếc ghe chuẩn bị cho Âu Bốc năm nay, đang trong quá trình hoàn thiện gần như cơ bản này. Chỉ còn sơn và vẽ thêm
vài bộ phận, vài họa tiết nữa thôi. Chứ bây giờ chúng ta thấy là cơ bản này. Cái ngò này cũng do Danh Vũ đóng. Và bên phải thì chúng ta thấy nè, đó là chiếc ghe đóng 2016. Chiếc ghe này đã cùng với anh em giành rất là nhiều thứ hạng nè. Trong đó có hai chiếc vô địch Ốc Bốc 2016-2017, vô địch Ngày Hội Văn Hóa Thể Thao Khmer Nam Bộ 2017. Và năm nay thì tiếp tục là một ghe ngò mới nữa sẽ cùng với anh em ông Kho xuất hiện trên dòng sông Mát Bê Rô.